bế tắc phần lớn thời gian, nhưng Coutinho và Neymar đã ghi bàn những phút bù giờ, giúp Brazil hạ Costa Rica 2-0 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2018. Brazil suýt bể kèo, gọi tên Coutinho và kịch sĩ Neymar. Nigeria Iceland, chiến thắng dành cho kẻ bản lĩnh. Chuyên gia chọn kèo Nigeria vs Iceland, nhấn chìm Argentina. Serbia vs Thụy Sĩ, cuộc chiến không khoan nhượng. Chuyên gia chọn kèo Thụy Sĩ vs Serbia, Thụy Sĩ hòa đến thắng. Trực tiếp Nigeria vs Iceland. 22 giờ ngày 22 tháng 6. Clip diễn biến chính trận Brazil 2, không Costa Rica. Brazil đã có trận đấu rất khó khăn trước một Costa Rica chơi phòng ngự hiệu quả và kỷ luật. Cùng với sự xuất sắc của thủ môn Kylian Navas, Brazil có chiến thắng nghẹt thở trước Costa Rica khi trận đấu bước sang phút 90. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, nhưng chỉ trong những phút bù giờ của hiệp 2, những vũ công Samba đã ghi liên tiếp 2 bàn. Sau khi là người ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2014, Coutinho tiếp tục giải cứu sở cao bằng việc ghi bàn mở tỷ số. Sau đó Neymar, người có pha ăn và thô thiển, ấn định kết quả 2-0. Đội hình thi đấu: Brazil 4-2-3-1, Anderson, Fanner, Thiago Silva, Mazander, Marcelo, KMI, Paulinho, Firmino 6-8. William, De Vries, Costa 4-6, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. Bàn thắng: Coutinho 90-1, Neymar 90-7, Costa Rica 5-4-1, Navas, Gamboa, Canbo 75, Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo, Venegas, Gasman, Tây Dây Đơ 83, Borges, Ruiz, Uzena, Bolanos 54. World Cup 2018 ra sơ. Bảng E, thăng, tên đội, STTSBTGTSSSD1, Brazil 2-1-1-0-3-1-2-4-2, Serbia 1-1-0-0-1-0-1-3-3, Thụy Sĩ 1-0-1-0-1-1-0-1-4, Costa Rica 2-0-0-2-0-3-3-0, Kim Ngọc. Sau dưới đây là diễn biến chi tiết trận đấu.